16. Hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983, thiên ma rất thông minh, nó thấy được những gì ông đang tham cầu và liền dùng cái đó để thử thách ông. Do vậy, người tu hành không nên chỉ tụng niệm một bài chú đặc biệt nào hay thực hành một pháp môn riêng biệt nào cả.